một căn nhà cấp 4 đã cũ kỹ và xuống cấp. Chị Tuyến và cha mẹ đã sống ở đây trên 20 năm. Ngày nắng nắng chiếu, ngày mưa mưa dột, gia đình khó khăn, không đủ điều kiện sửa lại nhà. Bao nhiêu năm nay, ước mơ về một căn nhà nhỏ để che nắng, che mưa vẫn dang dở nằm đó, chưa thể thực hiện được. Nhà tôi xây cách đây vừa đủ 20 năm, một trận mưa bão là rồi, như nhà ao trong nhà, rồi chúng tôi hết rào cả, không được chỗ nào mà ngồi. Mẹ bị bệnh từ khi chị lên 10 tuổi, sức khỏe bố thì lại yếu, gia đình thuộc hộ cận nghèo. Mặc dù chị Tuyến may mắn có được công việc tại một cửa hàng nhỏ, nhưng cũng không đủ để trang trải cuộc sống hàng ngày của gia đình. Rất nhiều khó khăn kể từ ngày mẹ tôi mắc bệnh trầm cảm khi tôi mới lên 10 tuổi. Sức khỏe của bố tôi thì cũng không được tốt. Vì hoàn cảnh khó khăn nên gia đình tôi chưa có điều kiện để sửa lại ngôi nhà. Nhất là mùa mưa bão thì gia đình tôi rất là lo lắng. Khó khăn bộn bề là thế, nhưng chị vẫn hy vọng về một ngày mai tươi sáng. Vì chị biết rằng nếu chăm chỉ gieo nhân quả thiện trong hiện tại, ắt sẽ gặt được quả ngọt trong tương lai. Trên hành trình đi tìm hạnh phúc ấy, chị rất vững tin vì sát cánh bên cạnh luôn có sự động viên và giúp đỡ của những đạo hữu thân thiết như anh em ruột thịt. Tháng 8 năm 2020, chị Tuyến bắt đầu tìm hiểu Phật Pháp, tham gia đạo tràng Minh Long Chương Mỹ Chùa Ba Vàng và sinh hoạt cùng mọi người. Được sự giáo dưỡng trên sư phụ Thích Trúc Thái Minh với mong muốn mang ánh sáng Phật Pháp áp dụng vào đời sống để giúp đỡ mọi người. Sáng ngày 11 tháng 6 vừa qua, các thành viên trong đạo tràng đã cùng nhau chung tay mua vật liệu xây dựng tới nhà chị Tuyến để giúp đỡ xây lại mái nhà cho tổ ấm gia đình thật kiên cố, vững chắc. Khi mà nhận được thông tin đạo tràng sẽ giúp đỡ gia đình tôi lợp lại mái nhà thì thật sự là tôi rất là xúc động trước cái tình cảm của đạo hữu dành cho gia đình mình. Vậy là sau hơn 20 năm, căn nhà đã được thay áo mới. Cha mẹ chị Tuyến vui vì không còn phải vất vả sợ hãi mỗi ngày mưa bão. Chị Tuyến hạnh phúc và an tâm vì có căn nhà chắc chắn cho gia đình che mưa, che nắng. Còn với các Phật tử, niềm hoan hỷ được sinh ra khi thấy cuộc sống của đạo hữu mình đang được cải thiện tốt lên từng ngày. Là rách đúng là rách hơn thì mình đến làm Phật sự giúp đỡ nhà đạo hữu. Mình đã vào đạo tràng thì mình coi tất cả đạo tràng như là nhà mình. Qua đây thì con cũng xin gửi lời thành kính tri ân công đức trên sư phụ Thích Trúc Thái Minh cùng đại tăng chùa Ba Vàng. Con xin tri ân công đức cô Phạm Thị Yến, chủ nhiệm câu lạc bộ Cúc Vàng tập tu Lục Hòa. Con xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể các Phật tử trong đạo tràng Minh Long Chương Mỹ đã giúp đỡ cho gia đình con lập lại được mái nhà. Vì giờ đây gia đình con không còn phải lo lắng mỗi khi trời mưa bão, cuộc sống gia đình con được an ổn hơn. Sư phụ và chư tăng là người đã nhóm lửa, giữ lửa. Nay các Phật tử nguyện mình sẽ được là những người truyền lửa, để từ đó nhiều hơn những câu chuyện ấm áp được viết nên. Mong rằng hơi ấm từ ngọn lửa Phật Pháp sẽ lan tỏa khắp muôn nơi, để ai ai cũng được an vui, hạnh phúc. Con được đoàn tốt rồi.